Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh, và cuối cùng là tông đồ cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Gioan chương 15. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Kitô giáo gắn liền với thánh giá. Kitô hữu suy tôn thánh giá, hôn kính thánh giá. Thánh giá không chỉ có mặt trong nhà thờ hay trên các đồ thánh, mà còn đi suốt hành trình cuộc đời của một tín hữu, từ giếng nước rửa tội đến khi ra nghĩa trang. Thánh giá nhắc cho ta về một cái chết khủng khiếp và bi đát. Nhưng đời Kitô hữu lại không bao giờ là cuộc đời buồn. Ngược lại, niềm vui tươi tắn là nét đặc trưng của Kitô giáo. Trước khi bước vào cái chết, Đức Giê-xu đã nói về niềm vui của mình. Thầy đã nói với anh em những điều ấy để niềm vui của Thầy ở trong anh em và để niềm vui của anh em được trọn vẹn. Trong Tin Mừng Gioan, ba lần Thầy Giê-xu nói đến niềm vui trọn vẹn. Còn nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng niềm vui trọn vẹn của Con. Thầy Giê-xu còn thúc giục các môn đệ: hãy xin Cha nhân danh Thầy, cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Rõ ràng Thầy Giê-xu quan tâm đến niềm vui nơi tâm hồn người môn đệ. Niềm vui của họ bắt nguồn từ niềm vui sâu kín trong lòng Thầy. Thầy Giê-xu tặng cho họ niềm vui của chính mình, và Ngài muốn niềm vui đó phải được trọn vẹn ngay từ đời này, bất chấp mối đe dọa, bất hại, hiểm nguy, thống khổ. Nỗi buồn và khóc than của thập giá rồi sẽ đến, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.
Thầy Giê-xu là người có niềm vui trong tâm hồn, vì Thầy luôn ở lại trong tình yêu của Chúa Cha, đấng sai Thầy. Để được ở lại trong hạnh phúc của tình yêu ấy, Thầy đã một mực tuân giữ các lệnh truyền của Cha. Thầy Giê-xu cũng mong các môn đệ giữ các lệnh truyền của Thầy, để họ được ở lại trong tình yêu của Thầy. Vì lệnh truyền của Thầy Giê-xu là lệnh truyền Thầy nhận từ Cha, nên ai giữ lệnh Thầy truyền cũng được hạnh phúc ở lại trong tình yêu của Cha và Con. Con người hôm nay khao khát một niềm vui trọn vẹn, và con người tưởng mình có thể tìm được bằng việc thỏa mãn những đòi hỏi ích kỷ của mình. Nhưng tiếc thay, khoái lạc vô độ chỉ đem lại sự buồn chán và nô lệ. Chỉ tình yêu biết trao đi mới đem lại niềm vui chân thực và lâu bền. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy Giê-xu, hãy tuân giữ các lệnh truyền của Thầy. Lệnh truyền lớn nhất là yêu thương như Thầy đã yêu. Rồi chúng ta sẽ nếm được thứ niềm vui khôn tả của Thiên Quốc ngay trong cuộc sống đầy nước mắt ở đời này. Lạy Chúa Giê-xu, các sách Tin Mừng chẳng khi nào nói Chúa cười, nhưng chúng con tin Chúa vẫn cười khi thấy các trẻ em quấn quýt bên Chúa. Chúa vẫn cười khi hồn nhiên ăn uống với các tội nhân. Chúa đã cố giấu nụ cười trước hai môn đệ Em-mau khi Chúa giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nụ cười của Chúa đi đôi với tin mừng Chúa giảng. Nụ cười ấy hòa với niềm vui của người được lành bệnh. Lạy Chúa Giê-xu, có những niềm vui Chúa muốn trao cho chúng con hôm nay, có sự bình an sâu lắng Chúa muốn để lại. Xin dạy chúng con biết tươi cười, cả khi cuộc đời chẳng mỉm cười với chúng con. Xin cho chúng con biết mến yêu cuộc sống, dù không phải tất cả đều màu hồng. Chúng con luôn có lý do để lo âu và chán nản, nhưng xin đừng để nụ cười tắt trên môi chúng con. Ước gì chúng con cảm thấy hạnh phúc vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương và được sai đi thông truyền tình thương ấy.
Ngày 19 tháng 5, Thánh Crispino thành Viterbo, sinh năm 1668, mất năm 1750. Thánh Crispino tên thật là Pietro Fioretti, sinh ngày 13 tháng 11 năm 1668 ở Viterbo, nước Ý. Ngài mồ côi cha ngay khi còn nhỏ, vì hay đau yếu mà nhà lại nghèo, nên bà mẹ đã dâng cậu con trai 5 tuổi cho đức mẹ. Biến cố đó không bao giờ phai nhạt trong đầu Pietro, mà sau này cậu thường coi Đức Maria như mẹ ruột của mình. Vì nghèo không đủ tiền đi học, Pietro theo ông chú học nghề đóng giày. Cho đến khi 25 tuổi, Pietro gia nhập dòng Capuchin với tư cách thầy trợ sĩ và lấy tên thánh là Crispino. Sau khi khấn trọn, ngài được giao cho công việc đầu bếp cho nhà dòng ở Tofa. Như lúc còn ngoài đời, ngài luôn luôn sùng kính Đức Mẹ, và qua sự cầu nguyện của thầy, nhiều người đã được chữa lành về phần xác cũng như phần hồn. Có lần, một nhà quý tộc vì sống trác táng nên bị đau nặng và đến xin thầy Crispino cầu nguyện. Thầy hỏi: "Thưa ngài, ngài muốn Đức Mẹ chữa ngài, nhưng nếu giả như có người xúc phạm đến con của mẹ thì người ấy có làm buồn lòng Đức Mẹ không? Nếu thực sự sùng kính Đức Mẹ thì không thể xúc phạm đến con của mẹ được." Nhà quý tộc đã ăn năn sám hối và thay đổi đời sống. Cùng với công việc đầu bếp, y tá, làm vườn, thầy Crispino là người khất thực chính cho nhà dòng trong gần 40 năm. Ngay từ khi mặc áo dòng cho đến khi từ trần, thầy được Chúa ban cho ơn chữa lành bệnh tật, và bất cứ ai đến với thầy đều cảm thấy phấn khởi và được bình an trong tâm hồn. Trong thời gian khất thực ở Oviedo, ngài không chỉ xin cho nhà dòng mà còn xin cho tất cả những người nghèo ở đây. Ngài đích thực là con cái của Thánh Francisco, luôn luôn vui vẻ và hăng say phục vụ cho đến khi từ trần vào lúc 82 tuổi, ngày 19 tháng 5 năm 1750 tại tu viện Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Roma Via Veneto, và được an táng dưới bàn thờ cạnh nguyện đường Capuchin. Thi hài được phát giác còn nguyên vẹn năm 1959. Ngài được Đức Giáo Hoàng Pio VII tôn phong chân phước ngày 7 tháng 9 năm 1806, và là vị thánh đầu tiên được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong hiển thánh ngày 20 tháng 6 năm 1982. Lời bàn. Cha Henry de Lubac dòng tên đã viết: "Chúng ta phải yêu quý thời đại của chúng ta, nhưng không nhượng bộ tinh thần của thời đại. Có như thế, mầu nhiệm Kitô giáo trong chúng ta sẽ không bao giờ mất sức sống." Thánh Crispino quý trọng bất cứ ai mà Thiên Chúa đã đưa đến với ngài, và trong bất cứ thời gian nào, Thánh Crispino đã trở nên cuốn phúc âm sống động cho anh em dòng và cho người dân ở Oviedo. Sự thánh thiện của ngài đã khuyến khích họ sống bí tích rửa tội một cách độ lượng hơn. Thank you.
cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con thức giấc đón chào ngày sống mới, mở rộng tâm hồn để nhận lãnh tình yêu của Chúa trong những điều nhỏ bé nhất. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Giữa những lúc khó khăn, khi mọi thứ đều không như mong đợi, xin Cha giúp con luôn giữ lòng trung tín với những gì con đã cam kết. Yêu là bền chí đi cho đến cùng, dù có gặp phải đêm tối nguy khó. Con xin dâng hành trình của mình để cầu nguyện cho các bạn trẻ có thể vững tin giữa những lúc phong ba bão táp, để họ có thể yêu đậm sâu và dám đảm đương với thách đố vì niềm tin của mình. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.